Nhà Trắng vô cùng đau buồn trước sự ra đi của cựu Thủ tướng Abe. Thư ký báo chí Nhà Trắng Carrie Jambari hôm thứ Sáu ngày 8 tháng 7 cho biết Tổng thống Joe Biden tới dự lễ tang của cựu Thủ tướng Shinzo Abe. Biden và Nhà Trắng vô cùng đau buồn trước tin này. Tất cả mọi người đã xem tuyên bố của Tổng thống từ sáng nay khi ông ấy vô cùng đau buồn và bị xúc phạm vì bạn của ông ấy là cựu Thủ tướng Abe đã bị ám sát, cậu ấy nói. Chúng tôi gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới cựu Thủ tướng, gia đình và tất cả những người yêu mến ông ấy. Tổng thống và công chúng Mỹ, người dân Mỹ sẽ sát cánh cùng người dân Nhật Bản trong giờ tang lễ, Jeff nói thêm. Trước đó, Biden gọi Abe là nhà vô địch của Liên minh Mỹ-Nhật, người quan tâm sâu sắc đến người dân và nền dân chủ Nhật Bản. Shizu Abe, nhà lãnh đạo tài vị lâu nhất của Nhật Bản hiện đại, đã bị ám sát vào ngày thứ Sáu khi đang vận động bầu cử quốc hội gây chấn động cả Nhật Bản. Bởi ở đứa nước này, súng đạn luôn được kiểm soát chặt chẽ và bạo lực chính trị gần như không thể xảy ra. Cảnh sát đã bắt giữ một người đàn ông 41 tuổi và cho biết hung khí là một khẩu súng tự chế.